Tình huống siêu hiểm nghèo này đến với tay cờ điển trai được mệnh danh là hoàng tử bia châu Á, Kobinzi. Anh chàng người Đài Loan đứng trước lựa chọn duy nhất là phải thực hiện một cú a bằng nếu như không muốn quyền đặt bi rơi vào tay đối thủ. Hãy nhìn mà xem, anh ta gọi lố tít bên trái khiến người xem có phần cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi cú đánh diễn ra, người ta mới thấy rằng Kobinzi điên rồ tới mức nào. Bi cái đập ba bằng trước khi đập trúng bi số 3, đẩy bi số 5 đi về lố tít đúng theo tuần tự những gì anh đã dự tính. Tất cả phải ngã ngửa với sự kinh hoàng mà cú đánh tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng đó đem lại. Trong trận đấu đó, đối thủ của Kobinzi chính là một chiến binh người Việt Nam, người đang cố gắng hết sức mình để chặn lại chuỗi thăng hoa của hoàng tử Bia ở giải đấu này. Hãy cùng xem thế trận sau cú a bằng kinh ngạc đó được định đoạt như thế nào. Thuộc hệ thống Predator Pro Billiard Series, giải đấu Pool 10B Alpha Las Vegas Open 2023 quy tụ 186 tay cờ tranh tài, kéo dài từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 năm 2023. Ở giải đấu này, có 5 cơ thủ Việt Nam tham dự là Dương Quốc Hoàng, Lương Đức Thiện, Đặng Thành Kiên, Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Anh Tuấn. Đây là số vận động viên Việt Nam kỷ lục tham dự một giải đấu ở Mỹ trong những năm gần đây. Trong số 5 tay cờ kể trên, Dương Quốc Hoàng là tay cờ trụ lại lâu nhất với giải đấu. Những đối thủ mà Hoàng Sao phải đối mặt là cực kỳ đáng gờm. Và chỉ trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, Hoàng Sao phải đối mặt với 5 đối thủ trên hành trình lọt vào vòng 1-8 của mình. Ở vòng 1-16, anh đánh bại Roland Garcia, đấu thủ nổi tiếng người Philippines, và sẵn sàng để chạm trán với tay cờ đình đám Kobinzi ở vòng đấu chọn ra 8 người mạnh nhất. Kobinzi được mệnh danh là hoàng tử bia châu Á. Tay cờ người Đài Loan trình diễn phong độ ấn tượng ngay từ vòng đầu tiên và vừa loại thành công một tay cờ đỉnh đám khác là Fedorov ở trận đấu vòng đấu trước. Mở đầu trận đấu, hai tay cờ đã liên tục có những đường chạy đạn làm khó nhau ở ngay con bi mục tiêu đầu tiên. Cả Quốc Hoàng và Kobinzi đều xử lý những tình huống a bằng rất chuẩn xác, cho đến khi tay cờ người Đài Loan chớp lấy cơ hội thực hiện cú đánh cộng bi thành công với con bi số 9, từ đó dọn bàn và vươn lên dẫn trước 1-0. Sang ván đấu thứ hai, thêm một lần nữa, Kobinzi thực hiện tình huống cộng bi để mở nút thắt ở con bi số 2. Tuy nhiên lần này, pha xử lý của hoàng tử Bia thiếu đi sự chuẩn xác, giúp cho Dương Quốc Hoàng có lợi thế và nhanh chóng quân bình tỷ số. Hiểu rõ được sự nguy hiểm của Kobinzi, Hoàng Sao vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, không hề bộc lộ cảm xúc trong những tình huống xử lý. Tuy nhiên, thử thách một lần nữa đến với tay cờ Việt Nam. Khi ở cú đề 3 ván đấu thứ 3, bi cái đã rơi xuống lỗ. Từ tình huống chết cái đó, Kobinzi tiếp tục tận dụng để có cơ hội xử lý những pha bóng cực kỳ tinh tế, kết thúc ván đấu thứ 3 và vươn lên dẫn trước. Và với một người sở hữu những cú phá bi sấm sét nổi danh thế giới như Kobinzi, anh không mất nhiều thời gian để đưa 8 bi mục tiêu đầu tiên rơi xuống lỗ trong ván đấu tiếp theo. Chỉ còn 2 bi số 9 và 10 trên bàn đấu, và vị trí của chúng thậm chí còn thuận lợi trong một tình huống cộng bi quyết định. Kobinzi không ngần ngại gọi cho mình con bi số 10 ở lỗ tít và thực hiện cú cộng bi. Ngắm nghía một hồi lâu, không quyết định tung cú đánh nắn nót, bởi nếu giành chiến thắng ở ván đấu này, anh sẽ có cơ hội rộng mở để kết thúc set đấu đầu tiên chóng vánh. Khi Dương Quốc Hoàng gần như không hề có cơ hội được cầm cờ trong hai ván đấu vừa qua, thế nhưng đúng lúc này, bước ngoặt xuất hiện. Dù đã nắn nót ngắm rất kỹ, thế nhưng cú đánh mà Kobinzi tung ra lại khiến bi số 10 lạc lỗ. Biểu cảm của hoàng tử Bia cũng cho thấy sự thất vọng khi anh gần như nằm ra bàn sau tình huống hỏng ăn này. Và thế là từ việc gần như nắm chắc phần thất bại, Dương Quốc Hoàng chỉ cần hai cú đánh quyết định để kết thúc ván đấu với chiến thắng, quân bình tỷ số trong set đầu tiên. Tuy nhiên, kịch hay vẫn còn tiếp diễn để đánh sập ý chí của Kobinzi. Ván đấu tiếp theo, Quốc Hoàng bước lên và phá bi chuẩn xác, đưa bi số 1 rơi xuống lỗ, nhận thấy bi số 2 thẳng hàng với bi số 10, Hoàng Sao lập tức gọi con bi cuối cùng ở lỗ tít bên phải. Cầu thủ Việt Nam bình tĩnh ngắm bắn, với quyết tâm lần đầu vươn lên ở set đấu. Vận may đã không mỉm cười với Kobinzi ở cú đánh trước, nhưng đã chiều theo ý Quốc Hoàng ở pha cầm cơ bản lề này. Còn bi số 10 rơi xuống lỗ cũng là lúc Hoàng Sao vươn lên 3-2 và chỉ cần một ván thắng nữa để dứt điểm set đấu đầu tiên. Thế nhưng, Kobinzi cũng chứng tỏ mình là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu về sự điềm tĩnh. Sau cú phá bi không thành công của Quốc Hoàng, anh bước lên và giải quyết ván đấu, phô diễn bộ kỹ năng tuyệt vời, đặc biệt ở tình huống xử lý bi số 6, cô đã có tình huống cân bằng cực tinh tế vào lỗ tít. Tỷ số được quân bình đưa đến ván đấu chung kết quyết định cục diện của set đấu và Hoàng Sao gặp đôi chút bất lợi khi cô sẽ là người cầm phá bóng.
Và rồi, khán giả Việt Nam lại thêm một lần vỡ òa khi chứng kiến cú phá bóng uy lực nhưng lại chết cái của cầu thủ số 1 châu Á. Cô thất vọng, cầm lơ, quay về chỗ ngồi, nhường sân khấu cho Quốc Hoàng thể hiện. Thế bị trên bàn lúc này là rất mở và chỉ cần lần đặt bi duy nhất, Hoàng Sao đã thành công giải quyết ván đấu quyết định này. Chiến thắng chung cuộc đến từ sự bình tĩnh, trừng phạt những sai lầm của đối phương. Và có lẽ, cô cũng chỉ biết tự trách mình khi đã bỏ lỡ cơ hội đóng đinh sớm ván đấu từ game thứ 4. Cần phải biết rằng, đến lúc đó sau 4 trận đấu, Cô Binzi mới chỉ để thua đúng một set duy nhất trước Pedrogos ở trận đấu vòng 1-16. Vì vậy, kết quả đáng tiếc trước Hoàng Sao ở set đầu tiên vòng 1-8 này càng khiến cho anh quyết tâm lội ngược thế cờ. Bước vào ván đấu đầu tiên của set 2, Dương Quốc Hoàng đã làm tốt cho đến khi thực hiện không thành công pha chém con bi số 5. Không ngờ, đó cũng là nút thắt khiến cho cô gặp khó khăn. Cuối cùng, vận may lại mỉm cười với Hoàng Sao khi anh giải quyết thành công ván đấu và vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, tay cơ người Việt Nam lại thất bại ở cú phá bi tiếp theo và dẫn đến thế trận giằng co khi cả hai bên đều tung ra những màn chạy bi số 1 cực kỳ khó lường. Lần này, tay cơ người Đài Loan đã là người nắm bắt được cơ hội. Những đường cơ của anh cũng đã tỏ ra chắc chắn hơn rất nhiều. Bởi rõ ràng, cô hiểu rằng sai lầm ở set đấu đầu tiên đang đẩy mình vào thế phải bám đuổi đối phương. Hoàng tử Bia quân bình tỷ số trong set 2 với những tình huống điều bi hợp lý và thậm chí còn để lại một pha bóng kinh điển ở ngay ván đấu sau đó. Ở ván đấu thứ 3, cú phá bi cực kỳ uy lực đã khiến tới 3 bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Thế nhưng đáng tiếc cho cô là thế bi không thực sự thuận lợi. Anh thực hiện một pha chạy bi an toàn và ngay sau đó nhận thấy Dương Quốc Hoàng nhường lực đánh của mình ngược trở lại cho tay cơ người Đài Loan. Và pha chạy đạn không thành công của anh ngay sau đó đã giúp cho Hoàng Sao có thời gian giải quyết con bi số 2 và thủ cực kỳ chắc chắn với bi số 3. Nhưng cũng đúng lúc này, khán giả được chứng kiến đẳng cấp đến từ Cô Binzi khi anh tung cú A băng mang đẳng cấp thế giới, đưa bi cái đập 3 băng trước khi chạm vào con bi số 3, đập bi số 5 đi vào lỗ tít bên trái. Đó thực sự là pha bóng kinh hoàng đã khiến cho tất cả người hâm mộ theo dõi trực tiếp phải trầm trồ khen ngợi. Từ đó, cô giải quyết ván đấu dễ dàng để vươn lên dẫn ngược 2-1. Tận dụng cú sút tê hỏng của Hoàng Sao ở ván tiếp theo, cô giải quyết hai bi mục tiêu đầu tiên trước khi cả hai gặp khó ở con bi số 3. Pha thủ bi quá xuất sắc của tay cơ người Việt Nam đã đưa đối thủ vào một thế hiểm nghèo. Và lần này, cú A băng của Cô Binzi đã thiếu đi sự chuẩn xác như lần trước. Anh để bi cái rơi thẳng xuống lỗ và tạo điều kiện cho Hoàng Sao cân bằng tỷ số 2 đều. Đến lúc này, ai giành chiến thắng ở game đấu tiếp theo sẽ nắm lợi thế lớn để giải quyết cả set đấu. Và rồi, Cô Binzi đã mắc sai lầm với cú đánh cầu thả ở viên bi số 3. Từ đó, lợi thế nằm chắc trong tay của tay cơ Việt Nam. Quốc Hoàng giải quyết từng con bi mục tiêu trước khi một lần nữa đẩy cô vào thế khó ở viên bi số 9. Pha cân bằng không thành công đến từ Hoàng tử Bia khiến anh một lần nữa nhận thất bại. Khi Hoàng Sao thực hiện cú chém bi cực kỳ nhẹ nhàng, đến lúc này thì tay cơ của chúng ta chỉ còn cách vòng tứ kết một ván đấu nữa thôi. Để rồi, Dương Quốc Hoàng còn không cần đến việc dọn bàn. Anh luôn gọi con bi số 10 ở lỗ 10 để thực hiện cú cộng bi số 3, chính thức đánh bại một trong những tay cơ mạnh nhất hành tinh để góp mặt trong top 8 người mạnh nhất. Và như bạn đã biết ở video trước, Hoàng Sao thêm một lần gây chấn động khi đánh bại cả Sevan Bonin ở tứ kết. Đó là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 1 tháng, anh đã khiến tay cơ người Mỹ bại trận dưới tay mình. Dù cuối cùng, anh phải chịu thất bại trước nhà vô địch của giải đấu Victor Zielinski. Thế nhưng, những gì mà Quốc Hoàng làm được ở giải đấu đó xứng đáng được ghi nhận. Người chiến binh mang dòng máu Việt Nam đã đánh bại lần lượt từng tay cơ sừng sỏ để ghi danh mình vào top 4 người mạnh nhất. Và cả hoàng tử Bia châu Á như Cô Binzi và một con quái vật như Sven Van Buren cũng phải ngả mũ thán phục trước phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng cực kỳ sắc bén mà Hoàng Sao đã làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường Bia thế giới.